Canon đã tạo ra những chiếc máy ảnh hàng đầu năm này qua năm khác, nhưng làm thế nào để bạn chọn được chiếc máy ảnh phù hợp với mình? Canon là một trong những thương hiệu máy ảnh sáng tạo và phổ biến nhất hiện nay, và vì lý do chính đáng. Họ liên tục cung cấp những chiếc máy ảnh chất lượng, cung cấp nhiều tính năng khác nhau và có thể đáp ứng nhiều nhu cầu chụp ảnh khác nhau. Như đã nói, việc sàng lọc danh mục sản phẩm của họ có thể nhanh chóng trở nên choáng ngợp. Có rất nhiều tùy chọn và điều khoản cần biết để chọn đúng. Khi bạn chọn một chiếc máy ảnh Canon, có rất nhiều điều cần xem xét, bao gồm các tính năng, giá cả, thời lượng pin và hơn thế nữa. Nhưng yếu tố quan trọng nhất bạn sẽ muốn xem xét trước tiên là bạn muốn một chiếc DSLR, một chiếc máy ảnh không gương lật hay một chiếc máy ảnh nhỏ gọn. Và hãy cùng chúng tôi xem xét sự khác biệt giữa 8 máy ảnh Canon tốt nhất. Đầu tiên, Canon EOS 1DX Mark 3 loại DSLR cảm biến, full frame CMOS, tốc độ bùng nổ lên đến 20fps, độ phân giải video thô 5K ở 60p, các tính năng khác, giải ISO 100 đến 10240, bộ xử lý hình ảnh DGX, hệ thống AF 191 điểm. Nếu bạn là một người chuyên nghiệp đang tìm kiếm một chiếc máy ảnh Canon hàng đầu, thì Canon EOS 1DX Mark 3 sẽ là một lựa chọn trong mơ. Điều đó đang được nói, nó sẽ có một mức giá vì nó chắc chắn là đắt nhất trong danh sách của chúng tôi, với một mức lợi nhuận tốt. Nhưng với mức giá đó, bạn sẽ nhận được một máy ảnh cực kỳ tốt với thời lượng pin tuyệt vời, chụp lên đến 20fps, cảm biến full frame 20mp, video lên tới 5K và hơn thế nữa. Bạn chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều điều từ chiếc máy ảnh này nếu bạn biết cách sử dụng nó. Canon EOS 90D loại DSLR cảm biến APS-C, tốc độ bùng nổ lên đến 10fps, độ phân giải video lên đến 4K ở 30p, các tính năng khác. Màn hình cảm ứng LCD 3 inch, bộ xử lý hình ảnh DGX 8. Nếu bạn đang tìm kiếm máy ảnh DSLR Canon tốt nhất, nói chung, lựa chọn của chúng tôi là Canon EOS 90D. Máy ảnh DSLR này cung cấp cho bạn tất cả các tính năng bạn có thể cần, bao gồm khả năng quay video 4K, số megapixel cao để chụp ảnh có độ phân giải rõ ràng và sắc nét, tự động lấy nét và chụp liên tục, màn chụp tốc độ cao cho phép bạn ghi lại những khoảnh khắc tốc độ cao và giảm rung máy. Nói tóm lại, chiếc DSLR này có thể làm bất cứ điều gì. Canon EOS R5 Mirrorless cảm biến, full frame CMOS, tốc độ bùng nổ lên đến 12fps cơ học, 20fps điện tử, độ phân giải video lên đến 8K ở 30p, các tính năng khác, bộ xử lý hình ảnh DGX, khe cắm thẻ nhớ két. Theo dõi đối tượng, nếu bạn đang tìm kiếm chiếc máy ảnh không gương lật hàng đầu của dòng Canon thì không đâu xa hơn Canon EOS R5. Các thông số kỹ thuật ấn tượng của máy ảnh này thật đáng kinh ngạc, và nó là một trong những máy ảnh chụp ảnh tĩnh tốt nhất hiện có. Hiệu suất video cũng rất ấn tượng. Nếu bạn cần nhiều dung lượng cho hình ảnh và video, thẻ nhớ két là một phần thưởng tuyệt vời. Canon PowerShot Z1X Mark 3 loại, nhỏ gọn cảm biến, APS-C, tốc độ bùng nổ lên đến 9fps, độ phân giải video 1080p ở 60p, các tính năng khác, zoom quang học 3x, kính ngắm điện tử, màn hình cảm ứng LCD 3 inch, bộ xử lý hình ảnh DGX 7. Bạn đang tìm kiếm một chiếc máy ảnh nhỏ gọn có thể hoạt động như một máy ảnh DSLR cao cấp hoặc máy ảnh không gương lật. Canon PowerShot Z1X Mark 3 chắc chắn là gần như nó có được. Cảm biến APS-C 24.2MP lớn là một bổ sung đáng kinh ngạc cho một máy ảnh nhỏ gọn mà bạn không thể có được từ hầu hết các máy ảnh compact khác. Là một thiết bị nhỏ gọn, nó cũng siêu di động và dễ sử dụng. Ngay cả những người mới bắt đầu sẽ có thể có được một số bức ảnh tuyệt vời với tùy chọn này. Canon EOS Rebel SL 3 loại DSLR cảm biến, APS-C, tốc độ bùng nổ lên đến 5fps, độ phân giải video 4K ở 24p, các tính năng khác, bộ xử lý hình ảnh DGX 8.
Màn hình cảm ứng LCD 3 inch, bạn đang tìm kiếm một chiếc DSLR chất lượng nhưng không muốn trả giá chuyên nghiệp. Canon EOS Rebel SL3 này là một bước vào tuyệt vời trong thế giới máy ảnh DSLR. Nó có nhiều tính năng tuyệt vời, khá nhẹ so với các máy ảnh DSLR khác, dễ sử dụng và có chất lượng hình ảnh tuyệt vời. Không phải lúc nào bạn cũng cần phải bỏ ra số tiền cao nhất để có được một chiếc máy ảnh chất lượng cao, và chiếc máy ảnh DSLR này của Canon đã chứng minh điều đó. Canon EOS M50 Mark II loại mirrorless cảm biến APS-C tốc độ bùng nổ lên đến 10 fps độ phân giải video 4K ở 24p các tính năng khác. Bộ xử lý hình ảnh DJI 8, màn hình cảm ứng LCD 3 inch, phát trực tiếp. Thật khó để tìm được một chiếc máy ảnh không gương lật ở mức giá bình dân, nhưng Canon EOS M50 Mark II chắc chắn có giá gần bằng. Bạn có được một chiếc máy ảnh không gương lật tuyệt vời nhưng bạn không phải chi nhiều tiền cho nó. Nếu bạn đang muốn bắt đầu với thế giới nhiếp ảnh, thì đây là một lựa chọn không gương lật cấp nhập cảnh tuyệt vời. Ngay cả khi bạn là một người đam mê hay chuyên nghiệp, có rất nhiều điều để yêu thích chiếc máy ảnh này. Canon EOS 5D Mark IV loại DSLR cảm biến Full Frame CMOS tốc độ burst lên đến 7 fps độ phân giải video 4K ở 30p các tính năng khác. Bộ xử lý hình ảnh DJI 6 Plus giải ISO 100 đến 32.000. Màn hình cảm ứng LCD chụp ảnh thiếu sáng có thể đẹp và gợi nhiều cảm xúc, nhưng bạn cần có máy ảnh phù hợp để chụp vừa phải. Nhập Canon EOS 5D Mark IV. Cảm biến full frame và giải ISO đáng kinh ngạc của nó cho phép bạn có được hình ảnh rõ ràng và sắc nét trong bất kỳ loại ánh sáng nào. Nó không có hại gì khi nó cũng có thể quay video 4K. Nhìn chung, đây là một chiếc DSLR tuyệt vời và giải ISO chỉ bổ sung thêm chức năng. Canon EOS M6 Mark II loại mirrorless cảm biến APS-C tốc độ burst lên đến 14 fps độ phân giải video 4K ở 30p các tính năng khác. Bộ xử lý hình ảnh DJI 8. Màn hình cảm ứng LCD 3 inch. Nếu bạn đang tìm kiếm một thứ gì đó di động nhưng cũng tạo ra những hình ảnh tuyệt đẹp thì Canon EOS M6 Mark II có thể là lựa chọn dành cho bạn. Các nhiếp ảnh gia du lịch cần một thứ gì đó có thể dễ dàng lấy ra để ghi lại khoảnh khắc, nhưng điều đó cũng sẽ cung cấp cho bạn những hình ảnh tuyệt vời ghi lại cảm giác của những nơi bạn đến. Máy ảnh này chắc chắn có thể cung cấp cảm biến full frame độ phân giải cao và khả năng quay video 4K. Thêm vào đó, nó rất dễ sử dụng, vì vậy không còn lo lắng về việc bỏ lỡ bức ảnh hoàn hảo đó. DSLR là viết tắt của phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số. Máy ảnh DSLR là máy ảnh toàn diện tuyệt vời, cho phép bạn chuyển đổi ống kính và rất phù hợp cho bố cục. Máy ảnh DSLR sử dụng một hệ thống gương để phản chiếu hình ảnh mà ống kính nhìn thấy vào khung ngắm. Không gương lật. Máy ảnh không gương lật cũng cho phép bạn thay đổi ống kính, nhưng chúng khác nhau về cách chụp ảnh từ máy ảnh DSLR. Trong máy ảnh không gương lật, màn hình LCD và kính ngắm điện tử được sử dụng để chụp ảnh. Các máy ảnh này có xu hướng có công nghệ tiên tiến hơn so với máy ảnh DSLR với chi phí cao hơn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!